Ok, mình sẽ có mấy cái dòng này. Đây này, khi mà các bạn coi 3D á, mình khác với các bạn hay thấy là modular họa viên á, người ta hay dùng từ đó nha. Tức là các bạn mới thì dựng thì bị lỗi mấy cái lỗi này là bình thường, nhưng mà á, người ta hay có cái câu là modular. Giờ mình kêu mình modular á, có ai ý kiến gì không? Nhiều rất trên mạng nhiều người nói vui lắm. Giờ các bạn phải học gì ta, lập trình phải học dev. Bạn mà không học dev thì mãi là modular. Thì nhiều người, nhiều khi giờ nhiều người làm dev nhưng mà làm vô model không được, nên là đừng có thấy mà mấy người thấy các bạn trên mạng giờ nhiều lắm, nhiều người viết, ngồi viết in xong ra rồi đi chạy quảng cáo, chủ yếu người ta làm vậy để mà bán khóa học á. Các bạn phải học chưa, mấy cái đó quan trọng là đi làm thực và cái trải nghiệm thực đó. Các bạn học thì chắc biết thầy Phước rồi đó, biết thầy Phước đó, thì thấy thấy thầy Phước làm rồi. Có bao giờ thầy Phước các bạn là học phải học cái in, học lập trình để cái kiểu không? Thầy Phước cũng dạy model cái kiểu thôi đó. Thì nên cái điểm khác nhất biệt giữa mình và module và cái họa viên là gì? Mình là kỹ sư nha, thì mình phải biết được cái chỗ này hợp lý và chỗ này không hợp lý. Ví dụ như mình nhìn cái là biết thấy cái này thấy nó hơi hơi không hợp lý rồi nè, một là nó thiếu, hai là nó dư. Bởi vì nếu mà cái dòng ra dày á thì đâu có gì đỡ cái dòng này đâu. Mình đi làm mình cũng fix lỗi đó, nhiều bạn một ngày mình sửa chắc mười mấy cái file luôn á. Khi mà làm xong á là sẽ fix fix cái lỗi này giúp mình nè. Đó, ok, mời một bạn kiểm tra thử nha. Ở chỗ đây nó có một cái dòng cong. À, À em là thấy không cái có, chỗ à không có vẽ à, một cong đúng vâng. không? Ok, thì tí nữa mình sẽ chỉ vẽ cái dòng cong. Đó. Ok, giờ thì coi như không có lỗi nha. Đó thì ý là mình muốn nhắc luôn, mượn cái việc đó mình nhắc luôn là khi mà gặp khi một mô hình mà các bạn thấy những cái vô lý như này nè thì nên là cảnh báo lên, tức là phải report lên là chỗ này nguy hiểm. Ví dụ như dòng mà dòng 800, dòng 800 mà giật xuống còn 300 ví dụ vậy, thì các bạn phải cảnh cáo liền, phải cảnh báo liền cho bên thiết kế. Nhiều khi họ thiết kế nhưng mà họ làm sai cái chi tiết đó. Nên khi mà mình là người xây á thì mình phải chú ý cái chỗ đó. Còn các bạn làm thiết kế thì khác nha, trong thiết kế và thi công là hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Mình thì mình chọn thi công chứ mình không chọn thiết kế. Còn cái các bạn muốn đi cái gì hay cần tư vấn thêm đó thì cứ hỏi mình đi nhiều cái rồi, không phải là giờ mình mới đi thi công. Nên mình sẽ chỉnh qua cái dạng hai đường line này. Rồi mình vô VG, mình sẽ chỉnh lại cái structural column. Chỉnh cái này một xíu. Mình làm thì mình rất là kỹ mấy cái này, bởi vì các bạn nhìn vô á, một công trình mà tầm 2-3 hectare là nhìn mỏi mắt lên rồi. Rồi ba column bỏ đi qua cái tường. Rồi cái floor mình sẽ tắt cái trong suốt đi, để cũng được, không không có vấn đề gì hết. Khi làm thì để tùy mỗi người thôi. Rồi giờ mình thấy á, ở trong sàn của bạn có tương đối nhiều cột nhưng mà nó lại không nổi lên. Tức là sao? Tức là mình check nhanh luôn là cột vách của bạn chưa có ăn lên hết. Và cái thứ nhất, cái thứ hai á là kiểm tra nè. Đầu tiên là mình sẽ quét hết toàn bộ mô hình nè, mình các bạn cứ làm đúng theo cái bước 1 2 3 4 5 6 7 8 những mình vừa liệt kê là ok. Đó, các bạn thấy lỗi đúng không?
thì như bình thường mình sẽ ngồi join 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 từng cái à, nhưng mà khi mà thấy lỗi vậy á thì cứ tắt cái bảng đó đi rồi chọn join J nè, J á, rồi chọn cái sàn, chọn cái sàn trong quét cột vách nha, rồi cứ chọn enjoy, cứ quét hết cột vách xong chọn enjoy xong chọn cái sàn cấu kiện đứng xong rồi đúng không, xong qua cấu kiện ngang rồi enjoy, cứ quét xong cái chọn enjoy. Nhưng mà rồi lúc nãy mình chọn cái sàn bự rồi, giờ tới cái sàn nhỏ, tới cái sàn nhỏ nè, rồi xong quét cấu kiện đứng xong bấm cái sàn nhỏ với cấu kiện ngang. Rồi, có ai thắc mắc là tại sao cứ quét cái nó chọn nó, mà mình bấm enjoy nhưng mà nó lại choi không? À, thì khi mà mình quét á, cái sàn này á có nhiều vị trí cột, có nhiều vị trí cột là nó đâu liên quan đến thằng này đâu, nhưng mà khi mình quét là mình quét hết. À, thì tức là mình đang yêu cầu máy thực hiện một lệnh choi một cái cột mà không có dính gì tới thằng này hết. À, nên phần mềm nó sẽ báo là trả lại cho các bạn một kết quả như vậy và nó kêu là à thôi mà anh cho đi không có cho được đâu đó, đó là mỗi lần mình làm như vậy nó sẽ hiện lên như vậy. À, rồi các bạn có làm xong đủ hết các bước của mình nha. À, ok xong rồi tới đảo choi, đảo choi á là mình đã cài một cái phím tắt là AW, AW nè, chọn cái sàn nè, chọn cái sàn xong quét hết có chuyện đứng được chưa. Xong rồi kỹ hơn một cái nữa thì chọn AW, chọn cái sàn nhỏ rồi quét thêm một cái cấu kiện đứng. Mình nói rồi công trình này nhỏ, công trình này rất là nhỏ nên là nhưng mà làm luận văn thì rất là hợp lý nha, rất là phù hợp. Rồi giờ mình thấy này, đầu tiên mình vô mình nhìn cái thấy lò than là chưa đục lỗ nè, lò than chưa đục lỗ là sai rồi nè, cái lõi than bao giờ phải để hở anh này, cách dấu ít đỡ đục lỗ một cái này á, thì sao thì mình bấm được cái sàn mình chọn edit boundary, edit boundary rồi mình vẽ nó, vẽ những chỗ dấu ít vẽ những chỗ có dấu ít. Đó. Ok. Này. À, đông mặt tắt. Rồi ok. Cho ba đưa coi. Đó. Đó. Nói chung là cái vách với cái tường của cái này nó hơi bị ấy, để mình chủ nhật mình rảnh mình kiếm là bạn vẽ rồi mình gửi lại cho nha, tại vì cái bạn vẽ này nó bị nhầm đó, cắt luôn. Rồi ok thì mô hình đó khi mình cắt sơ bộ này cái cột đó, cột vách là chỉ lên trên như vậy là nó màu đỏ lên trên khỏi cái sàn á là đúng rồi, quét có tất cả cái này chọn collaborate check chạy nó không ra lỗi đó. Là đúng luôn. Ok ha. À, có lỡ có thắc mắc gì nữa không? À Nè về việc dòng công đúng không? anh ơi, ê, cho em hỏi em nhấn lệnh John, em nhấn cái sàn xong rồi em quét mấy cái cột nó không có quét được anh. À khi mà em chọn không quét được á, em bấm join nè thì em phải bấm tích vô multiple join mới quét được. Dạ, em Ok. Rồi còn cái dòng công vô một bằng nè, thì mình bấm như mình vẽ một cái dòng này, thì mình bấm như một cái dòng mình đã vẽ này 200 300 bấm như một cái dòng để vẽ ở số 1, ở số 1 create similar. Các bạn có thể dùng cái công cụ này nha, nè mình chọn điểm đầu, chọn điểm đầu và điểm cuối đó, xong rồi mình chọn cái điểm, chọn điểm đầu và điểm cuối và chọn lên cái điểm cong đây đó, xong sau đó align lại chọn A cắt này, A cắt này chọn lại cái đường cong cái mép dưới đúng mép đó là xong. Thấy không đó, mình làm lại nha, mình làm lại nè, bấm vô số 1 rồi bấm vô cái đường cong
Các bạn chọn giúp mình điểm đầu và điểm cuối. Xong nó sẽ cái chức năng này nè, start and radius add nè, đó mở ra các bạn có thể thấy nè, thấy con cái hướng con chuột không, đó nhấp cái mũi tên đầu tiên xong di chuyển ra hướng cuối cùng và cong nó lên đó, rất là dễ. Rồi cong lên thì cong tới cái điểm này, cong các bạn rờ lên thì tới ngay cái viên dạng này là nó khựng mà đó. Xong rồi mình chọn align e cách, rồi chọn cái mép dưới của cái vòng cung, rồi cái mép dưới của dòng là ok. Rồi xong mấy cái dòng này cho nó bắn vô, chọn tơ cắt xong chọn cái mép dòng đây, chọn cho nó bắn tới, rồi chọn mép dòng đây cho nó bắn tới đó. Các bạn cứ chọn cái mép, chọn cái tim dòng cong nè, xong cho nó bắn tới đó. Sao cái dòng này sao đây? Cái dòng nó bị vét góc đấy. Rồi nè, bị cái đó. Mình sẽ cho nó tách thành hai cái dòng nữa đó. Xóa cái này đi, cho thành một cái dòng thôi. À, tương tự với cái này, bên này bạn bị thiếu một cái ô sàn nha. Nè, bấm vô cái này này, chọn bấm vô cái bảng két xong chọn for real. Nó cái bảng két chọn for real là ok. Rồi để mình vẽ giùm bạn cái ô sàn ngoài luôn. Rồi. Vẽ này, có cái một cái lệnh nữa, lệnh quick line nha. Lệnh pick line này thì cái dòng đó để mình chỉ luôn. Ví dụ như cái dòng này thay vì á, thay vì mình chọn là mình vẽ theo biên dạng vậy thì mình sẽ dùng một cái lệnh này, dùng mình bấm lệnh này, bấm số 1 vô dòng nó có lệnh pick line này. Thay vì lúc nãy mình móc cong bên ngoài mình vẽ 3 điểm thì mình bấm pick line mình pick vô cái đường này, đó là xong. Để hiểu chưa? Đó, quick line xong ở line là đó, quick line tức là vẽ theo cái đường line đó. Rồi giờ tiếp theo có chức năng, một cái chức năng khác của vẽ sàn nè, bấm edit boundary xong mình vẽ thêm một cái biên vẽ nữa thì mình bấm quick line nè, quick line. Rồi mình ưu tiên những cái điểm khó trước, cái này mình nhớ vòng cung là pick điểm khó đó, mình pick ngay cái biên dạng này, mình bắt cái biên này. Rồi xong rồi sao, xong mình trim lại, xong mình trim tl atr. Đó. Thường á thói quen của mình là mình hay quét cái, xong rồi mình hay quét, tại vì khi quét á, cái đường nét nó hiện rõ ra đó, mình hay quét cái. Rồi ok, rồi qua đây coi. Rồi khi mà vẽ xong một cấu kiện mới á thì thường nó sẽ nó không có chơi với nhau. Thì giờ mình chơi này. Ủa cái sàn này nó bị giật á. Lúc nãy mình nhấp lộn cái sàn để edit rồi. Sao cái này đi. Rồi giờ giả sử nha, giả sử vẽ lộn đi sao? Giờ giả sử bị lộn, tự nhiên giờ mất công vẽ rồi, giờ ngồi vẽ lại cái đống này nữa. Thì nó có một chức năng nữa là copy biên dạng. Các bạn coi này, đây là một cái mẹo trong mềm. Cái việc vẽ sai này bị hoài à. Thì mình xử lý sao? Tức là khi mà vẽ một cái xe mà bự thì là bự, làm sao để mình lấy được cái biên dạng này để mình vẽ vào một cái dự án khác. Thì mình sẽ quét cái này, quét cái này nha, con này quét xong copy nha, copy rồi ok, giờ xóa xóa rồi xong thì nó nhiều ít đi, nó nhiều ít rồi. Các bạn qua bên cái sàn đây, qua bên cái sàn đây này, edit body chọn box, bấm dấu sổ xuống nha, bấm sổ xuống, chọn align to current view, align to current view. Nó sẽ tạo ra một cái đường này. Rồi ok, xong mà tắt. Rồi ok, thì ở chỗ cái sàn sàn đang nó bị trùng, rồi giờ mình xóa cái viên dạng này đi.
Sao cái viên dạng của xem bộ đi. Có nhanh quá không ta, mà làm có nhanh quá không? Sao không có cái sàn vậy? Ủa mình có bị lag không ta? Có cái nào máy mình không hiện mà máy mấy bạn hiện không? Trời ơi, thiệt rồi. Nó bị lỗi hiển thị. Trời ơi, máy dỗm quá rồi. Cái cạc của mình nó bị lỗi. Nó không có hiển thị mấy cái đó lên. Rồi ok, xong mấy cái này là nhớ cho lại nha. Bẻ xong khi nào xong xuôi hết, khi nào quét xong xuôi hết mới gọi là xong. Khi nào mà check á, check đã không có lỗi rồi thì gọi là xong được. Ừ, nó có nè, cái dầm nè. Cái dầm cho cái sàn nè. Thì mình đoán là cho tay thôi. Mình đoán là cái sàn mình mới vẽ là cho mấy cái này chưa cho lại thôi. Này với cái này. Rồi, ok. Đó. Thôi mình quét luôn cho nhanh. Mình quét luôn về cho nhanh. Đó, bấm enjoy đi. Xong. Đó. Rồi, ok. Rồi sao Phan? Ủa sao Phan? Bấm lộn hả? Ủa có ai nghe bạn Khang nói gì không ta? Ok rồi đó, rồi giờ có ai thắc mắc gì nữa không từ cái mô hình này nè? Rồi thì lợi và tại vì bạn xài 2020 nha, tại vì em xài 2020 nên là giờ anh gửi 20, em có 2022 trong máy không? Dạ không thể. À, vậy thôi, nếu không có thì thôi thì trình lại như nãy giờ anh làm để coi là cái file record. Rồi. Vậy á. Giờ lỡ như mà như bạn Lợi làm đi, lỡ mà dùng cái file RTE rồi á thì sao, giờ làm sao? Đó thì cứ như mình chọn file new, xong rồi giờ nó thành dạng dạng project rồi nè, thì giờ mình sẽ lưu. Mình sẽ lưu bấm Ctrl S nha. Lúc này nó dạng RBT rồi thì mình sẽ lưu Ctrl S lại, mình lưu thành một cái file. Lưu cái tên như như mình hướng dẫn á. Nha Lợi. Lợi với Long. Hen Long, Hen Long. Đó, thì mình cứ chọn new, chọn vô cái file của mình xong mình sửa xong xuôi hết rồi mình xây nó ra một cái file mới. Như vậy, đó thì nó sẽ thành cái dạng là nó sẽ thành cái dạng là RVT. Rồi ok, giờ các bạn fix xong cái mô hình này giúp mình chưa? Sao có hai cái dòng này vậy? À lộn, dòng xin ra. Ok, chắc lớp giờ leo 5 phút ha. 5 phút đi, rồi mình qua cái phần sơ đồ tính. Ai có hỏi gì thì cứ hỏi nha. Dạ, xíu anh gửi cái file anh sửa rồi được không ạ?
À, khá đấy hả? Dạ. Được Để được. xíu làm tiếp mà.